Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Storm Winterquest của mình, để ủng hộ kênh của mình. Anh em nhớ ấn vào nút đăng ký màu đỏ và ấn vào nút rung chuông để không bỏ lỡ những clip mới nhất mỗi khi mình lên những sản phẩm mới. Fan hôm nay thì mình sẽ lên giao lưu với anh em và giới thiệu đến với anh em là một chiếc đồng hồ Orient, một huyền thoại của thời bao cấp. Ở cái thời bao cấp ấy thì để sở hữu một chiếc đồng hồ Orient SK thì anh em sẽ phải bỏ ra khoảng tầm một cây vàng. Cái thời điểm bao cấp đấy thì mình không 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 rõ là một cây vàng nó khoảng bao nhiêu tiền. Tuy nhiên là nghe các bố lão nói thì nó khá là nhiều đấy. Chiếc này thì hôm nay thì mình nó là sưu tầm về là nó có cả cái hộp zin Orient như thế này. Đây là chiếc SK mà ngày hôm nay mình muốn giao lưu đến với anh em. Chiếc này thì cái dòng SK thì nó được ra đời tại Nhật Bản và du nhập vào Việt Nam chúng ta thì khoảng đầu thập niên những năm 1970, vào cái thời bao cấp. Cái thời bao cấp đấy thì nổi bật nhất là những chiếc đồng hồ Orient SK đỏ lửa và những chiếc mặt hồng cánh sen. Mình cũng có giao lưu ở trên kênh của mình khá là nhiều những chiếc đồng hồ Orient xưa. Và ngày xưa thì trước khi đi vào con đường bán đồng hồ thì mình cũng có một cái thời gian là chơi về cái dòng đồng hồ Orient SK này. Thời điểm đấy thì mình cũng chơi cả xe 67 và cũng chơi cả đồng hồ SK và có khoảng tầm hơn một chục chiếc SK đỏ lửa và hồng ánh sen. Tuy nhiên là chơi xe sâu quá nên là bán hết đồng hồ đi để sắm đồ xe và độ máy xe. Và chiếc này thì nó là một chiếc phiên bản tái bản vào năm 2015. Thì theo như anh em chơi sưu tầm đồng hồ SK thì những chiếc đồng hồ Orient tái bản năm 2015 thì nó y chang như là những chiếc đồng hồ Orient xưa sản xuất vào những năm 1970. Những chiếc mà tái bản vào năm 2019 và năm 20 thì nó đã được thay thế hoàn toàn cái bộ máy đời mới, và những cái bộ máy mà sản xuất tái bản vào năm 2019 và 2020 ấy, thì cái bộ máy của nó là ở cái mặt dial nó là sẽ là chiếc là nó ở trên cái mặt dial nó sẽ được in là 22 Gwell, còn ở trên những bộ máy cũ thì nó sẽ là 21 G anh em nhé. Đấy, chiếc này này nó tái bản vào 2015 cho nên là ở trên mặt dial của nó vẫn còn in 21 G, SK Crystal 21 G, còn ở những chiếc 19 và 20, 2019 2020 nó sẽ là SK Crystal và 22 G. Và cái chữ SK Crystal 22 G của nó là in đen và nó in nổi hẳn lên anh em nhé. Đó, còn cái này là nó in chìm ở trên mặt số luôn. Và đặc biệt là ở trên những chiếc tái bản 2019 và 2020 ấy, thì nó chỉ còn để lại thiết kế là hai cái núm, núm chỉnh giờ và cái núm chỉnh vòng benzen này. Thì ở cái bộ máy 2019 và 2020 đấy, nó tích hợp luôn cả chức năng lên cót phụ và chức năng chỉnh lịch xoay nhanh luôn anh em nhé. Lịch ngày và lịch tứ của nó đều là xoay nhanh ở cái núm này luôn. Còn ở cái phiên bản đời cũ và phiên bản tái bản 2015 thì nó vẫn còn giữ nguyên cái lịch thứ, bấm lịch tự chỉnh lịch thứ ở đây. Đó. Đó, anh em thấy không? Đó, bấm ở đây thì anh em sẽ là chỉnh lịch thứ. Còn cái chỉnh lịch này này thì anh em sẽ rút một nấc ra. Đó. Rất là nhạy luôn. Còn cái vòng này, cái núm này thì anh em sẽ chỉnh cái vòng benzen. Đó. Rất là đẹp. Anh em để ý là những cái dòng SK mà hàng dựng đời mới bây giờ ấy, thì thông thường là cái hàng dựng bây giờ là người ta thường là mua cái vỏ mới và cái bộ máy ở trên những chiếc đồng hồ SK mà hàng nát ấy, đấy là người ta dựng vào thì để người ta và mua những cái bộ dây hàng linh kiện đời mới người ta gắn vào, người ta bán với giá khoảng tầm từ 1,5 triệu đến 2 triệu. Anh em nào không biết thì thường rất dễ là bị dính những chiếc đồng hồ như thế. Chiếc này thì anh em để ý là các cái chấm dạ quang ở trên mỗi ở dưới sau mỗi cái cọc số này. Đấy, và cái vạch dạ quang ở trên cọc giờ kim phút. Đấy, là anh em nếu như mà hàng zin ấy là nó sẽ có cái màu xanh như thế này. Đấy, kể cả ban ngày anh em cũng có cái cảm giác là nó phản ánh quang lên. Đấy. Còn cái hàng dựng ấy thì là thông thường là anh em sẽ để ý cái chấm dạ quang ở trên mỗi cọc số và dạ quang ở kim giờ kim phút ấy là nó màu trắng. Và thường là nó nhìn nó bợt bợt cơ, nó chứ nó không được xanh 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 dạ quang như thế này đâu.
Và anh em nhìn kỹ thì bộ kim ở trên những cái chiếc như thế thì nó rất là mới, và cái mặt dial cũng như cái vòng benzen nhìn nó rất là dạng, đặc biệt là ở trên những cái ô vuông màu trắng này, ở trên những cái chiếc mà nó hàng dựng hoặc là hàng nhái ấy, anh em nhìn nó rất là dạng, nó không được đều và nó được đẹp như thế này, được sắc cạnh như thế này. Chiếc này ở trên tay mình có hôm nay thì nó là phiên bản tái bản năm 2015. Thì cái giá trị sưu tầm ở những chiếc 2015 này thì thường là nó cao, tương đương với những chiếc mà đời cũ anh em nhé. Ngày xưa thì anh em thường gọi đó là Oren SK 4 đinh, vì ở trên cái mặt của nó là nó có 4 cái đinh gắn cắm như thế này. Đấy. Cũng có anh em gọi là SK 4 đinh, anh em thông thường là anh em gọi là SK đỏ lửa, SK hồng cánh sen, SK vàng cát. Đấy. Thì chiếc này thì ở trên đây mình nó là chiếc SK vàng trải tia từ tâm, rất là đẹp. Nói chung là chiếc này thì mình sưu tầm được nó ở trong cái độ mới hoàn hảo, hàng chưa lên tay luôn, rất là đẹp anh em nhé. Còn một cái điểm nữa mình chỉ với anh em, đó là ở trên những chiếc đồng hồ tái bản năm 2019 và 2020 ấy, thì ở cái mặt sau này nó không còn những các ký hiệu như thế này nữa, và cái may đồ của nó ở giữa này nó rất là đơn giản, cái nắp của nó cũng rất là đơn giản, và cái mặt sau của nó còn có chuyện cái dòng chữ Senco nữa. Đấy. Vì ngày xưa cái thương hiệu Oren này là nó thuộc Senco mà. Cho nên là cái tái bản này, cái hai năm bản 2019 2020 thì nắp sau người ta có trên cái dòng chữ Senco ở dưới này. Còn cái bản cũ và cái bản 2015 này thì nó không có. Rất là đẹp, rất là mới, dây của nó còn rất là dài luôn. Chưa hề có một vết xước nào hết. Nói chung là chiếc này thì nó ở trong cái vẻ đẹp hoàn hảo luôn. Chạy rất là chính xác luôn. Kính của chiếc này thì là kính khoáng anh em nhé, kính khoáng crystal trong vắt luôn, chưa hề có một vết xước nào hết. Nói chung là độ mới của nó là hoàn hảo. Size của chiếc này là size mặt 42 anh em nhé. Để mình 42, 43 mình đo lại. Bốn hai anh em nhé, size 42 ngang, không đo đúng, dựng một cái size rất là to luôn. Nói chung là chiếc này thì đối với cá nhân mình cũng rất là thích, mình cũng về được chút tầm chục ngày rồi, nên là mình cũng có đeo lên tay chụp vài tấm ảnh và cũng có để ở trong cái hộp và trưng ở trong tủ. Ngày hôm nay thì mình mới lên giao lưu với anh em. Kim mà các cọc số nó màu vàng đổi khối rất là đẹp, cái dạng các cọc số màu vàng này của nó là dạng thiết kế hình nón trụ anh em nhé. Ở cái đỉnh cọc số của nó là nhọn, dạng nón trụ rất là đẹp. Còn cọc 12 giờ và cọc 6 giờ thì nó là dạng cọc vạch nổi khối, mắt sáng rất là đẹp luôn. Nó vát ba cạnh, anh em nghiêng nó mắt sáng rất là đẹp. Nói chung là cái dòng SK nếu như mà những chiếc mà hàng zin nguyên bản và nó là hàng xịn, thật sự chưa lai tạp, anh em nhìn tổng thể nó rất là khôn, và đặc biệt là anh em nhìn cái mặt đeo của nó rất là khôn luôn. Còn những chiếc hàng dựng hàng nhái thì nhìn cái mặt đeo của nó hàng mà nhìn nó mới, nhưng mà nhìn cái tổng thể cái kim mà cọc số của nó và chữ nghĩa của nó nhìn nó phải, mình phải nói cái từ là nhìn nó ngu, nó rất là dại, nó dại cái mặt số ấy. Rất là đẹp. Chiếc này nói chung là đối với những cái bác mà tầm trung tuổi hoặc là trung tuổi thì đeo rất là đẹp. Đặc biệt là những bác đấy mà gặp những chiếc như thế này thì bác cái chơi giữ gìn rất là tốt luôn. Chiếc này vẫn còn khả năng chống nước thoải mái luôn anh em nhé. Anh em rửa tay tắm rửa thoải mái luôn, miễn là không dùng nước nóng và không mang đi phòng xông hơi là ok. Những chiếc như thế này đối với những thanh niên mà theo chiều hướng hoài niệm và hoài cổ ấy, mà đặc biệt là đối với những cái bác mà tầm từ 35 tuổi trở ra mà vào cái thời kỳ bao cấp ấy, mà ngày xưa mà anh em ước những chiếc đồng hồ như thế này mà không đủ tiền để mua cho mình một chiếc, thì vào cái thời điểm như thế này giá của nó cũng rất là tốt, và nó anh em chơi thì để nhớ lại một cái thời bao cấp cũng như là hoài niệm lại một thời những chiếc đồng hồ xa xỉ như thế này.
Chiếc này trong tình trạng là zin nguyên bản rất là mới, còn nguyên cả hộp sổ mình về đấu từ Nhật về được đóng trong tình trạng là nguyên hộp sổ như thế này. Và chiếc này thì mình xin giao lưu anh em với giá là 5.280.000 anh em, giá 5.280.000. Anh em nào quan tâm và thích những chiếc đồng hồ SK và hoài cổ như thế này thì anh em alo cho mình theo số điện thoại 0912300067, đấy cũng là Zalo của mình. Anh em kết bạn để có thể xem được những hình ảnh chi tiết, video, ảnh máy nếu như anh em có nhu cầu. Ok, xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em ở các clip sau. Hộp của nó hộp cứng rất là đẹp luôn anh em nhé. Đối với những anh em mà chơi sưu tầm ấy, những chiếc như thế này anh em trưng tủ rất là đẹp luôn. Chiếc này thì mình cũng đang để trưng tủ và bày tủ. Anh em xem clip nhớ để lại cho mình một like, một lượt comment và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại ở các clip sau.